Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tôi Quách Minh Tuấn, Như Hiền và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay trên băng tần 56.7 và Galaxy 19. Và hôm nay là ngày 3 tháng 6, thưa quý vị. Và người ta thường nói vào tháng 6 là June Gloom, tức là tháng 6 trời nó hay mây mù vào buổi sáng, như quý vị cũng thấy vào sáng sớm. Trời rất là mây mù và tuần trước cũng vậy. Nguyên ngày cuối tuần vừa rồi trời rất có nhiều mây cho tới chiều và trưa thì nắng lên được chút xíu. Và ngày hôm nay nhiệt độ tại Westminster là 62 độ thưa quý vị. Và ngày hôm nay vào buổi sáng thì rất là nhiều mây và đến trưa chiều thì trời nắng ấm lên chút xíu, là nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 70 độ và thấp nhất là 58 độ. Và tuần này trời rất có rất nhiều mây vào buổi sáng và gió từ 10 tới 13 dặm một giờ thưa quý vị. Nên trời vào sáng sớm rất là se lạnh và đến trưa chiều thì trời ấm và thời tiết rất là lý tưởng. Và vào nhiệt độ vào ban đêm thì thấp nhất là 58 độ. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tại giờ London cách biệt với giờ California là 9 tiếng đồng hồ. Đệ nhất phu nhân Melania cùng với Tổng thống Donald Trump đã có mặt trong chuyến viếng thăm Anh Quốc 4 ngày. Đây là một cuộc viếng thăm mà có thể nói đã gây nhiều tranh cãi dù chiếc máy bay Air Force One chưa đáp xuống phi trường ở tại London. Tất cả những sự việc qua chuyến viếng thăm này khởi đi bằng chuyến thăm viếng tại cung điện Buckingham của Tổng thống Donald Trump. Quý vị cùng với Như Hiền theo dõi chuyến đi của Tổng thống Donald Trump tại Vương quốc Anh. Và chiếc Air Force One đã chính thức đáp xuống phi trường London vào sáng nay để khởi đầu chuyến thăm 3 ngày tại Vương quốc Anh và bắt đầu chuyến thăm cao cấp quốc gia này kéo dài tất cả là 3 ngày thưa quý vị. Là khi chiếc Air Force One đã đáp xuống mặt đất, Tổng thống Trump đã tung ra những lời lăng mạ ở trên Twitter. Vậy anh Trọng, có sự mâu thuẫn gì giữa thị trưởng London với Tổng thống Trump vậy anh Trọng? Vâng, kính thưa quý vị, chắc quý vị biết thị trưởng London là một trong những người gốc Hồi giáo. Ông có tên là Sadiq Khan, một người đã được dân chúng London bầu vào chức vụ thị trưởng. Có thể nói ông đã ví von, Tổng thống Donald Trump đã ví von thị trưởng London Sadiq Khan là một chính khách thường xuyên đả kích Tổng thống Donald Trump bằng cách gọi ông là kẻ thua cuộc và lạnh như đá và chế giễu chiều cao của ông. Ông Khan đã chỉ trích Tổng thống Trump tuần qua so sánh ngôn ngữ của ông với ngôn ngữ của phát xít thế kỷ thứ 20. Và người phát ngôn của Khan nói rằng những lời lăng mạ trẻ con, có thể nói là ông cho những lời lăng mạ đó là những lời lăng mạ trẻ con của Tổng thống Trump không có xứng đáng với chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện lần đầu tiên năm ngoái Tổng thống Donald Trump có đến thăm Anh. Và chắc quý vị đã biết tất cả những hình gọi là hình nộm của Tổng thống Trump đã được đưa ra ở trên phi trường từ London đến tất cả những nơi mà Tổng thống Donald Trump thăm viếng. Và lần này thì lại thêm một sự đả kích trước khi ông đáp xuống phi trường London để lấy trực thăng đi đến một trong những cái gọi là dinh quốc hiệu Buckingham để có một cuộc viếng thăm, đặc biệt là cuộc viếng thăm chính thức khởi đi của một trong những cái sự kiện lịch sử, đó là ông có mặt đầu tiên với tư cách lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ để gặp mặt và trao đổi cùng với nữ hoàng Anh Elizabeth. Sự phá thức nghi thức ngoại giao của Tổng thống Trump bắt đầu trước khi ông rời Mỹ và cuộc phỏng vấn với một số báo chí của Anh, và Tổng thống đã thâm nhập vào chính trị nội địa của Anh và ông cũng đã có một chỉ trích và một cú đánh vào hoàng gia mới nhất, đó là Meghan Markle. Ông ta gọi nữ công tước này gọi là rất là khó chịu, và sau đó ông ta cũng nói rằng ở trên video và chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ bao gồm một chuyến đi đến cung điện Buckingham để gặp nữ đô hoàng Elizabeth trong cuộc họp báo với thủ tướng sắp mãn nhiệm của Theresa May và một buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày D ở bờ biển phía nam của nước Anh, theo kịp mới nhất theo chuyến thăm của Trump gần đây. Kính thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Donald Trump sẽ có một buổi ăn trưa với tất cả các thời người gọi là nhân vật uy tín của hoàng gia, trong đó bao gồm nữ hoàng Anh và thái tử Charles, cũng giống như những người con trai của ông và công chúa của xứ Anh. Tuy nhiên, một trong những sự kiện mà người ta nhắc đến đó là kính thưa Meghan Markle, trong kỳ tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã có một lời tuyên bố, nếu Tổng thống Donald Trump đắc cử thì chắc lẽ bà sẽ đi qua Canada và ở, và đó là một trong những lời tuyên bố mà Tổng thống Trump cho là lời tuyên bố khó chịu, một con người khó chịu. Tuy nhiên,
Khi đến tất cả những người hỏi Tổng thống Donald Trump liệu những cái lời tuyên bố đó như thế nào, thì Tổng thống Donald Trump đã cho biết ông không tuyên bố như vậy. Sau đó thì tất cả các báo chí Anh đã đưa cái băng video với những lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về Meghan Markle. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói rằng là trong 3 ngày viếng thăm của tại Anh hôm nay cho đến ngày thứ tư, sau đó ông sẽ có một cuộc viếng thăm và gặp gỡ với Thủ tướng của Iceland trước khi ông đi đến bờ biển Normandy. Chắc quý vị biết cuộc đổ bộ của quân đội gọi là quân đội Hoa Kỳ lên ngày đi ở tại Normandy là một trong những biến cố lịch sử quan trọng nhằm chấm dứt Thế chiến thứ hai. Trong lúc đó thì tất cả các sự kiện hình như là đã được gọi là chiếm đóng bởi Đức Quốc xã, cũng giống như Italia và Nhật Bản. Tổng thống của Hoa Kỳ đã quyết định có một cuộc đổ bộ tại bờ biển Normandy để giúp tất cả những liên quân của châu Âu hầu đánh phá trục quân phát xít của Đức và Ý, cũng giống như là của Nhật. Và kính thưa quý vị, vào ngày thứ năm tới đây, Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt tại bờ biển Normandy để bị kỷ niệm ngày 75 năm mà quân đội Hoa Kỳ đã đổ bộ lên bờ biển Normandy để giúp tất cả các quốc gia đồng minh tại châu Âu. Tất cả những chi tiết của cuộc viếng thăm của Vương quốc Anh lần này bao gồm Tổng thống Donald Trump, việc trước tiên ông sẽ đáp máy bay Air Force One đáp xuống phi trường Stansted bên ngoài London vào sáng thứ hai, khởi động cho một chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Anh. Sau chuyến đi bằng trực thăng vào trung tâm thủ đô nước Anh, thì ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ nghỉ ngơi một lúc trước khi cùng với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị dùng bữa cơm trưa. Và trong thời gian đó, ông sẽ có một cuộc hàm ngoại đàm với Thủ tướng Theresa May vào ngày thứ Tư trước khi bà ông Trump sẽ tới Ireland để gặp Thủ tướng Leo Varadkar. Trước khi tham dự các sự kiện để kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ tại Normandy, nước Pháp của lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai, hàng ngàn người đã phản đối trong chuyến thăm cuối cùng của ông Tổng thống Donald Trump tới Anh, và các cuộc biểu tình tương tự cũng được mong đợi rộng rãi diễn ra vào tuần này. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tới Vương quốc Anh đưa ra những thách thức về vấn đề an ninh. Đây không chỉ là mối đe dọa bình thường của một số bạo lực và bạn có nguy cơ ám sát, nó cũng là một mối đe dọa và rủi ro thực sự xung quanh các cuộc biểu tình và mức độ các cuộc biểu tình đó. Đó là một trong những sự kiện đã được Richard Wilson, một trong những cựu thủ lãnh chống khủng bố của Scotland Yard, cho biết. Và ông nói về hoạt động an ninh lớn được triển khai cho chuyến thăm của lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều mà người ta thấy rằng tình trạng an ninh là một trong những sự kiện mà người ta lo ngại nhất cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump đến London, cũng giống như đến thăm Vương quốc Anh kỳ này. Về tất cả những sự kiện đối với những người phụ nữ, thì tất cả những người mà có thể nói là nổi bật nhất trên thế giới, họ bận những cái áo màu gì thưa như vậy? Thưa quý vị, theo như anh Trọng cũng đã nói là đệ nhất phu nhân với nữ hoàng Elizabeth II đã mặc trang phục Stewart Bavin và một chiếc áo khoác A-line màu ngọc bích và một chiếc váy lụa xếp có màu xám, ngọc bích và màu hồng sẫm như quý vị đã thấy ở trên hình. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được đứng ở bên phải, đã được nữ hoàng Elizabeth II chào đón tại cung điện Buckingham vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 tại London, Anh. Và chuyến 3 ngày này của Tổng thống Trump sẽ bao gồm bữa ăn trưa với nữ hoàng, bữa tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham, cũng như các cuộc họp kinh doanh của Thủ tướng và Công tước xứ York trước khi tới Portsmouth để kỷ niệm 75 năm đi vào cái ngày hôm đó. Kính thưa quý vị, đệ nhất phu nhân được chào đón bởi Camilla, một trong những người mà hiện nay là phu nhân của Thái tử Charles. Những hình ảnh của nữ công tước xứ Cornwall Camilla, Camilla đã đội mũ Anna Valentine với chiếc mũ của Philip Tracy, và kính thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Trump và một chiếc váy màu Dolce và Gabbana màu trắng. Đây là một trong những sự kiện có thể nói vinh dự cho tất cả những người ở trên hành tinh này khi được có điều kiện đến thăm, có thể nói có những chuyến viếng thăm ở đại điện Buckingham. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đã tham gia vào lời chào chính thức với hoàng gia. Thị trưởng London Sajid Khan đã xuất hiện để phản ứng lại với cuộc chiến ngôn từ đang diễn ra giữa ông và Tổng thống khi ông công bố một đoạn video công khai tuyên bố chính sách và lời nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao, như Huy Huyền đã hồi nãy chúng ta đã nói, là tại sao thị trưởng London lại chỉ trích Tổng thống Donald Trump như vậy? Vì Tổng thống Donald Trump đã có một trong những gọi là chính sách về vấn đề những người Hồi giáo, và ông cho rằng là cái cuộc mà tàn sát những người ở tại London, và ông Sadiq Khan đã cho rằng đây không phải là một cái cuộc bạo động. Bởi thế ông nói rằng đó không phải là trách nhiệm của một người giữ một chức thị trưởng lớn ở như là thành phố London. Vì cái gọi là cái cuộc bạo động năm ngoái đã gây nên một cái cuộc chiến chóc tàn sát nhất, mà trong đó gồm có một số lượng người chết rất nhiều. Trong một cái video được phát hành với sự hợp tác của Alice UK, ông
Thứ trưởng Khan đã gửi thông điệp của mình tới Tổng thống Trump và nói rằng các giá trị của ông là trái ngược hoàn toàn với các giá trị của London và các giá trị ở đất nước này. Điều đó có nghĩa đây là một cú đánh thật thẳng vào người của Tổng thống Donald Trump. Nhưng Tổng thống Donald Trump cũng không vừa gì. Chúng tôi nghĩ rằng sự đa dạng không phải là điểm yếu, sự đa dạng là một thế mạnh. Chúng tôi tôn trọng phụ nữ và chúng tôi nghĩ rằng họ ngang hàng với đàn ông. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là bảo vệ quyền của tất cả người chúng ta, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và dễ bị thiệt thòi. Đó là lời của ông David Khan, thị trưởng London, chỉ trích Tổng thống Donald Trump khi ông cho rằng Tổng thống Donald Trump đã không có những cái cử chỉ xứng đáng với giống như người London đối với người phụ nữ. Và ông Khan cũng chỉ trích dẫn những cái nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc cắt giảm kiêm tiếp cận chăm sóc khó cho sức khỏe của phụ nữ khi sinh sản. Và ông nói rằng, chúng tôi không thể đủ khả năng để xem là sự trở lại tình hình trong những thập kỷ qua mà bạn không kiểm soát được cơ thể của họ. Đây là một điều mà ông Ai Khan đã tấn công Tổng thống Donald Trump rất nhiều. Dạ, và Tổng thống Trump và Hoàng tử Charles sẽ đi thăm khu vực ở cung điện Buckingham, nguy nga và lộng lẫy sau lễ đón riêng. Và đệ nhất phu nhân Melania Trump, Camilla, nữ công tước của xứ Cornwall và nữ hoàng Elizabeth II sẽ đứng canh chừng, sẽ đứng ở bên ngoài từ sân cung điện. Và lính gác Grenadier được trang trí trong đồng phục rất là truyền thống và mũ da gấu đen đã chào sân trong vườn cung điện của Buckingham. Và những người theo dõi bao gồm các cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và chồng của cô ta là Jared Kushner, cũng như Bộ trưởng Tài chính là Stephen Mnuchin và Kelly Conway và Stephen Miller. Thưa quý vị, đó là phái đoàn của tất cả những thành viên trong phái đoàn Hoa Kỳ có mặt tại London, đặc biệt trong chuyến thăm Vương quốc Anh. Và một trong những điều nổi bật nhất là Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích thị trưởng London là ít nhất đã có 7 người chết, 48 người bị thương trong một vụ tấn công khủng bố. Và thị trưởng London đã nói rằng không có lý do gì để báo động. Kính thưa quý vị, đó là một trong những điều mà Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích thẳng vào thị trưởng London là một người thiếu trách nhiệm trong vụ kiện đã xảy ra những vụ báo động ở tại thành phố London. Đó là hình ảnh của chiếc trực thăng Helicopter One đã đáp xuống ở ngay trong vườn của cung điện Buckingham và để khởi đi cho một cuộc viếng thăm trang trọng và trọng thể của Vương quốc Anh đối với vị Tổng thống của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong giây lát.